Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Những thông tin mới nhất, thú vị nhất sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Chở hẳn một tòa nhà 5 tầng trên sông bằng tàu vận tải. Có thể bạn sẽ không tin nhưng chính xác thì bạn đang thấy cả một tòa nhà trôi lơ lửng trên sông ở Trung Quốc chứ không phải hình ảnh hoặc video cắt ghép phi thực tế. Theo Shanghai East, mới đây cư dân ở Trùng Khánh đã có một phen hoảng hồn khi nhìn thấy một tòa nhà 5 tầng trôi lơ lửng trên sông Dương Tử bên dưới là hai con tàu cỡ lớn hỗ trợ di chuyển. Vụ việc được quay lại vào hôm 10 tháng 11 vừa qua và nhanh chóng trở thành video gây sốt trên cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc gọi đây là trải nghiệm di chuyển ảo diệu nhất. Được biết, tòa nhà 5 tầng này là một nhà hàng nổi bị chính quyền yêu cầu phải di dời đi chỗ khác do vi phạm quy định về vị trí đặt nhà hàng và nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Trung Khánh vốn nổi tiếng với các món ăn ngon và là một địa điểm du lịch nổi tiếng Tuy nhiên, do lĩnh vực dịch vụ du lịch mở rộng quá nhanh đã gây ra áp lực lớn tới môi trường sinh thái địa phương. Do không còn cách di chuyển nào khác nên chủ nhà hàng buộc phải sử dụng cách này để đưa cả một nhà hàng khổng lồ tới địa điểm mới. Trùng Khánh Trung Quốc không phải không có những điều kỳ lạ. Hồi tháng 5 năm 2018, nhiều người đã ngỡ ngàng với cây cầu cao tới 40m ở Trùng Khánh chỉ dành cho người đi bộ. Thành phố này cũng là nơi có hệ thống giao thông đồ sộ bậc nhất tại Trung Quốc và nếu không cẩn thận, bạn có thể bị lạc trong mê cung của những xa lộ và vòng xuyến. Ngôi nhà 5 tầng nằm chắn giữa đường ở Trung Quốc, sau 4 năm thuyết phục mới chịu di dời, nguyên nhân đằng sau khiến nhiều người ngao ngán. Vào năm 2012, trên con đường mới xây phía trước nhà ga ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, có một tòa nhà 5 tầng nằm sừng sững ở giữa, cản trở lối đi của người dân, Căn nhà này được mệnh danh là căn nhà đinh cứng đầu nhất khu vực này vì không hài lòng với mức bồi thường 375 nhân dân tệ trên 1 mét vuông trong kế hoạch đền bù. Gia chủ là gia đình ông La Bảo Căng đã kiên quyết sống ở đây hơn 4 năm cho đến khi chấp nhận di dời vào năm 2016. Ngôi nhà cứng đầu nhất Chiết Giang Gia đình ông La Bảo Căng sống ở làng Hạ Dương Trương, thị trấn Đại Khê, thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang. Ngôi nhà năm tầng này chính là tài sản mà hai vợ chồng ông cùng con trai tích góp xây nên để an hưởng tuổi già. Tổng chi phí là 500.000 nhân dân tệ, trong đó 100.000 nhân dân tệ được gia đình ông La vay mượn thêm từ họ hàng xung quanh. Vào năm 2001, ngôi nhà cuối cùng đã hoàn thành và được bàn giao cho vợ chồng ông La. Sở dĩ gia đình ông xây tòa nhà nhiều tầng như vậy là vì ông hy vọng sau này con trai sẽ lấy vợ, sẽ về chung sống cùng cha mẹ. Cuối năm 2008, khi con trai lập gia đình thì gia đình ông được tin khu vực đang sinh sống sắp bị giải tỏa để thực hiện dự án khởi công nhà ga quên Liên. Nghe được tin này, ông La cũng khá vui mừng vì tin rằng việc này sẽ mang lại cho ông một khoản tiền bồi thường cao hơn so với giá trị của căn nhà đang ở. Sau khi đến thẩm định, cán bộ xem qua sổ sách liền phát hiện ra diện tích thực tế của căn nhà lớn hơn nhiều so với diện tích 4 tầng ban đầu, khi ông xây thêm một tầng nữa ở trên. Tuy nhiên, họ cho biết rằng tiền đền bù còn tùy theo khu vực và tình hình thực tế. Xét theo đó, căn nhà mà gia đình ông La ở chỉ được bồi thường 280.000 nhân dân tệ. Gia đình ông La bảo căn không hài lòng về khoản đền bù này, ông cho rằng nhà nhiều tầng như vậy không thể nhận số tiền bằng với những gia đình khác. Do đó, ông từ chối việc di dời đi nơi khác mà kiên quyết ở lại. Trước tình huống này, phía bên chính quyền và chủ thầu cũng rất bất lực bởi họ đã làm đúng quy định về việc đền bù. Không còn cách nào khác, họ muốn gia đình ông La đưa ra những điều kiện mà ông cho là hợp lý. Theo đó, ông La cho rằng khoản bồi thường 280.000 nhân dân tệ là quá ít và muốn tăng mức bồi thường lên hoặc cấp cho gia đình ông một ngôi nhà tương tự nhà cũ. Dẫu vậy, đề nghị này của ông La Bảo Căng không được chấp thuận vì điều này sẽ không công bằng cho những người dân khác. Cứ như thế, trong nhiều tháng liền, phía chính quyền và chủ thầu liên tục cử người tới thương lượng và đề xuất những phương án giải quyết khác nhau nhưng đều không được gia đình ông La chấp thuận. Cuối cùng khi ngày khởi công đến gần, cảm thấy không thể lùi tiến độ vì một gia đình nên chủ thầu quyết định cho đội xây dựng phá dỡ các hộ gia đình xung quanh trước. Họ vẫn đảm bảo vấn đề điện nước cho gia đình ông La và tiết lộ Chúng tôi hy vọng rằng vấn đề này cuối cùng có thể được giải quyết một cách thoải mái thông qua đàm phán, sẽ không có tình trạng cắt điện, nước và cưỡng chế phá dỡ xảy ra. Mãi cho đến khi nhà ga Wong Linh được hoàn thành và đưa vào sử dụng, các cơ quan liên quan đã cử người đến thương thảo với gia đình La Bảo Căn nhưng vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu. Cứ như thế, căn nhà năm tầng của gia đình ông La đứng sừng sững giữa đường trong nhiều năm liền, vừa cản trở giao thông cũng vừa gây ra nhiều phiền phức cho chính gia đình của mình. Những người hàng xóm từng sống cạnh cũng hết lời khuyên nhủ nhưng chẳng thể lay chuyển được quyết định của cặp vợ chồng 60 tuổi. Sự thật đằng sau sự kiên quyết của gia chủ. Khi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin về hộ gia đình quyền lực nhất ở ôn lĩnh tỉnh Chiết Giang, gia đình ông La được chú ý hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đây không phải là điều ông mong muốn. Chúng tôi hoàn toàn không phải là nhà đinh và chúng tôi cũng không muốn trở thành nhà đinh. Theo ông La Bảo Căng, khi xây dựng ngôi nhà, gia đình ông đã tiêu tốn hơn 600.000 nhân dân tệ. Số tiền này là do ông và con trai gom góp cùng với tiền vay mượn từ họ hàng. Đã gần 10 năm kể từ khi xây dựng, giờ đây chi phí đắt đỏ nên ông không thể xây dựng được ngôi nhà tương tự với chi phí 600.000 nhân dân tệ nữa. Tuy nhiên, gia đình ông chỉ nhận được khoản đền bù 280.000 nhân dân tệ. Số tiền này quá ít so với con số ông mong muốn. Hơn nữa, hiện tại gia đình ông La cũng đang gặp khó khăn nên việc di chuyển đi lại càng trở nên bất khả thi hơn. Chia sẻ với phóng viên, ông La cho biết ông nhận thức rõ việc làm của gia đình mình là đang làm ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng đất nước và lấy làm xấu hổ vì điều đó. Tuy nhiên, ông không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi nhận ra vấn đề, chính quyền thành phố Ôn Lĩnh đã tổ chức một cuộc họp để thảo luận về trường hợp của gia đình ông La Bảo Căng. Theo đó, họ đưa ra phương án ngoài khoản bồi thường 280.000 nhân dân tệ, gia đình ông La còn có thể chọn thêm một trong hai phương án khác. Một là ông được phân bổ 3 căn nhà kiểu chung cư với tổng giá trị là 2,5 triệu nhân dân tệ. Hai là chia nền với diện tích của hai căn nhà, dù bán nền cũng có thể kiếm được khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, ông La vẫn lắc đầu và nói chỉ muốn có một căn nhà 5 tầng như ngôi nhà hiện tại. Các cán bộ trong thôn không ngừng phân tích cho ông rằng bất kể chọn phương án nào thì giá trị cuối cùng mà gia đình ông nhận được vẫn sẽ cao hơn giá trị ngôi nhà ban đầu. Thế nhưng không ai có thể thuyết phục được cặp vợ chồng 60 tuổi. Thỏa thuận cuối cùng Vào đầu tháng 12 năm 2012, một nhóm người đã lái một chiếc xe tải lớn và một chiếc máy xúc đến bên đường nhà ông La và bắt đầu công việc phá dỡ ngôi nhà đinh tốt nhất này. Ông La cho biết Chúng tôi chịu quá nhiều áp lực vì có nhiều người đến nhà chúng tôi mỗi ngày. Do đó, cuối cùng cặp vợ chồng 60 tuổi này cuối cùng đã đồng ý phá dở. Theo đó, vì ở gần sân ga nên mỗi ngày nên gia đình ông La gặp không ít rắc rối. Tiếng coi tàu ầm ỉ từ sáng đến tối làm cả nhà tràn trọc không yên. Thêm nữa, việc có quá nhiều khách đi tàu đi qua đi lại trước ngôi nhà khiến không gian riêng tư của gia đình ông cũng không còn liên tục có người tò mò đến tham quan gây phiền toái cho cuộc sống của họ. Trong khoảng thời gian này, các đơn vị liên quan cũng đã đến gặp họ hai lần, điều kiện chưa từng thay đổi, không thể chấp nhận cảnh sống với nhiều rắc rối. Lần này, ông La Bảo Căng chấp nhận đề nghị, chọn bồi thường 280.000 nhân dân tệ và chọn tiếp phương án thứ hai đi kèm. Sau khi đồng ý với các điều kiện, La Bảo Căng không định bán hai ngôi nhà mà lên kế hoạch xây nhà trên một trong hai mảnh đất. Ông cho biết, hơn 200.000 nhân dân tệ là có thể xây được một ngôi nhà hai tầng, ông La cho biết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.